Xem bói tử vi tuổi thân năm 2024. Luận giải chi tiết tử vi của tuổi thân năm 2024 nam mạng, nữ mạng sinh năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 các lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống sự nghiệp cùng vận hạn và cách hóa giải để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày .vn đánh giá chung tử vi tuổi thân tuổi khỉ năm 2024 giáp thìn xem bói tử vi năm 2024 tuổi thân cho biết năm nay con giáp này vẫn dính năm cuối tam tai nhưng nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ cộng với sự phù trợ của các cát tinh nên nó vẫn là năm đột phá cho bản mệnh những người tuổi thân sẽ có một năm gặt hái nhiều thành công nhưng công sức bỏ ra cũng không hề ít. Nhiều người còn có cơ hội bộc lộ những năng lực tiềm ẩn mà trước đó họ chưa có cơ hội để thể hiện hay khai thác nó khiến sự nghiệp, tài lộc của họ năm nay bội thu. Luận giải tử vi 2024 tuổi thân trên từng lĩnh vực Bằng việc phân tích lá số tử vi chọn đời miễn phí con giáp này trong năm nay, cho biết các phương diện trong cuộc sống của họ đều tốt đẹp, cụ thể. Sự nghiệp năm 2024, người tuổi thân sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, họ cũng cần chú ý đến sự cạnh tranh từ những người xung quanh. Để thành công, người tuổi thân cần thể hiện được năng lực của bản thân và luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức. Tài lộc, tài lộc của người tuổi thân trong năm 2024 sẽ rất dồi dào. Họ có thể kiếm được nhiều tiền từ công việc, đầu tư hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, người tuổi thân cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Tình duyên, tình duyên của người tuổi thân trong năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc. Nếu còn độc thân, họ sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết duyên với người tâm đầu ý hợp nếu đã có gia đình, họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Sức khỏe, sức khỏe của người tuổi thân trong năm 2024 nhìn chung khá tốt. Tuy nhiên, họ cần chú ý ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ và thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Xem tử vi 2024 các tuổi thân sinh năm 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Dưới đây là nội dung luận giải tử vi miễn phí cho các tuổi nạp âm của thân trong năm Giáp Thìn 2024. Tử Vi tuổi Bính Thân 1956 năm 2024 nam mạng nữ mạng. Nam mạng năm sinh 1956 tuổi 69. Cung mệnh Cấn Thổ, Thiên Can, Bính, Địa Chi, Thân, hạn trong năm, địa võng tai tiếng, coi chừng tù tội. Tam tai có dính hạn tam tai năm cuối. Kim lâu, dính kim lâu tử. Sao chiếu mệnh, vân hớn được coi là một sao mang tính trung bình, không đem lại nhiều may mắn nhưng cũng không gây bất lợi. Năm nay mọi việc đều ở mức trung bình với quý ông. Tuy bản mệnh có tài giỏi, thông minh nhưng vận may chưa đến nên không nên hy vọng quá nhiều vào thành công. Khi gặp sao này, quý ông nên cẩn thận khi nói chuyện và tránh gây ra thị phi, tai tiếng. Sao này sẽ gây ra tác động xấu nhất vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch nữ mạng năm sinh, 1956 tuổi, 69. Cung mệnh, đoài kim, thiên can, bính, địa chi, thân, hạn trong năm, địa võng tai tiếng, coi chừng tù tội. Tam tai, có dính hạn tam tai, năm cuối. Kim lâu, dính kim lâu tử. Sao chiếu mệnh? La hầu sao la hầu được xem là một trong những vì sao có tác động xấu, vì vậy trong năm nay sẽ mang đến nhiều điểm xui xẻo và không may mắn, đặc biệt là trong việc kinh doanh và làm ăn cho quý bà. Chuyện tình cảm cũng có thể gặp nhiều rắc rối và đau buồn. Trong tháng 1 và tháng 2 âm lịch quý bà nên đặc biệt cẩn trọng trong thời gian này. Tổng kết những người tuổi bính thân sinh năm 1956 sẽ có một năm 2024 ổn định, yên bình. Họ đã có thời gian được nghỉ ngơi sau những năm tháng phấn đấu trước đó, các mặt tài chính, sức khỏe đều thoải mái. Tử Vi tuổi mậu thân 1968 năm 2024 Nam Mạng, nữ Mạng. Nam Mạng năm sinh 1968 tuổi, 57 cung mệnh, ly hòa, thiên can, mẫu, địa chi, thân, hạn trong năm thiên tinh bị thưa kiện thị phi. Tam tai, có dính hạn tam tai năm cuối, kim lâu, dính kim lâu thê. Sao chiếu mệnh thủy diệu là một sao trung tính, ảnh hưởng đến vận may trong việc tài lộc, tiền bạc và tài sản. Trong năm nay, quý anh nên hạn chế đi lại xa nhà, đặc biệt là bằng phương tiện đường thủy tháng 4 và tháng 8 âm lịch được xem là thời điểm xấu nhất khi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Nữ mạng năm sinh, 1968 tuổi. 57. Cung mệnh, khảm thủy. Thiên can, mậu. Địa chi, thân. Hạn trong năm, tam kheo tay chân nhức mỏi. Tam tai, có dính hạn tam tai, năm cuối. Kim lâu, dính kim lâu thê. Sao chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là một trong những vì sao đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho quý cô. Tháng 10 và tháng 12 được xem là thời điểm đặc biệt tốt để triển khai các kế hoạch cá nhân. Thành công có thể đến một cách bất ngờ và không mong đợi. Tuy nhiên, quý cô cần cần lưu ý về sức khỏe của mình vào tháng 2 và tháng 5 để tránh các bệnh tật. Tổng kết ở năm 2020 từ những người sinh năm 1968 tuổi bính thân cũng có sự cân bằng khi sự nghiệp đã vào guồng ổn định. Tiến triển đều đặn giúp họ không cần bận tâm nhiều về công việc và có thời gian dành cho gia đình, bản thân hơn. Tử vi tuổi canh thân 1980 năm 2024 nam mạng, nữ mạng. Nam mạng năm sinh, 1980, tuổi 45. Cung mệnh, khôn thổ. Thiên can, canh. Địa chi, thân. Hạn trong năm, huỳnh tuyền bệnh nặng, hao tài. Tam tai. Có dính hạn tam tai, năm cuối. Kim lâu, không. Sao chiếu mệnh, Mộc Đức được coi là một trong những vì sao đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho quý anh. Tháng 10 và tháng 12 được xem là thời điểm đặc biệt tốt để triển khai các kế hoạch cá nhân. Thành công có thể đến một cách bất ngờ và không mong đợi. Tuy nhiên, quý anh cần cần lưu ý về sức khỏe của mình vào tháng 2 và tháng 5 để tránh các bệnh tật. Nữ mạng năm sinh 1980, tuổi 45 cung mệnh tốn mộc thiên can canh địa chi thân hạn trong nam toán tận tật bênh hao tài tam tai có dính hạn tam tai năm cuối kim lâu không sao chiếu mệnh thủy diệu là một sao trung tính ảnh hưởng đến vận may trong việc tài lộc tiền bạc và tài sản trong năm nay quý cô nên hạn chế đi lại xa nhà đặc biệt là bằng phương tiện đường thủy tháng 4 và tháng 8 âm lịch được xem là thời điểm xấu nhất khi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Tổng kết, tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 trong năm 2020 tư nhận định rằng bản mệnh cần phải có sự cố gắng, quyết tâm và kiên trì với lựa chọn của mình thì mới gặt hái được quả ngọt. Đây sẽ là một năm nhiều cơ hội tốt xuất hiện để đương số thể hiện bản thân mình trong mọi phương diện tử vi tuổi nhâm thân 1992 năm 2024 nam mạng nữ mạng. Nam mạng năm sinh 1992 tuổi 33. Cung mệnh cấn thổ, thiên can nhâm, địa chi thân, hạn trong năm thiên la bị phá phách không yên. Tam tai có dính hạn tam tai năm cuối. Kim lâu dính kim lâu tử. Sao chiếu mệnh Vân Hớn được coi là một sao mang tính trung bình, không đem lại nhiều may mắn nhưng cũng không gây bất lợi. Năm nay mọi việc đều ở mức trung bình với quý anh. Tuy bản mệnh có tài giỏi, thông minh nhưng vận may chưa đến nên không nên hy vọng quá nhiều vào thành công. Khi gặp sao này, quý anh nên cẩn thận khi nói chuyện và tránh gây ra thị phi tai tiếng. Sao này sẽ gây ra tác động xấu nhất vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Nữ mạng năm sinh 1992, tuổi 33. Cung mệnh Đoài Kim, thiên can Nhâm, địa chi Thân, hạn trong năm. Diêm Vương người sa mang tin buồn, tam tai có dính hạn tam tai năm cuối, kim lâu dính kim lâu tử. Sao chiếu mệnh là Hầu sao La Hầu được xem là một trong những vì sao có tác động xấu, vì vậy trong năm nay sẽ mang đến nhiều điểm xui xẻo và không may mắn, đặc biệt là trong việc kinh doanh và làm ăn cho quý cô. Chuyện tình cảm cũng có thể gặp nhiều rắc rối và đau buồn. Trong tháng 1 và tháng 2 âm lịch, quý cô nên đặc biệt cẩn trọng trong thời gian này. Tổng kết, những người sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân sẽ có vận quý nhân phù trợ trong năm 2024 giúp họ phát triển sự nghiệp lên như diều gặp gió. Việc chủ động thể hiện quan điểm, suy nghĩ riêng của cá nhân sẽ giúp bạn được lãnh đạo ghi nhận và tạo cơ hội cho bạn thỏa sức thể hiện năng lực của mình trong công việc. Tử vi tuổi giáp thân 2004 năm 2024 nam mạng, nữ mạng nam mạng năm sinh 2004 tuổi 21 cung mệnh khôn thổ. Thiên can, giáp, địa chi, thân, hạn trong năm ngũ mộ hao tiền tốn của tam tai. Có dính hạn tam tai năm cuối, kim lâu, dính kim lâu thê. Sao chiếu mệnh thủy diệu là một sao trung tính, ảnh hưởng đến vận may trong việc tài lộc, tiền bạc và tài sản. Trong năm nay quý anh nên hạn chế đi lại xa nhà, đặc biệt là bằng phương tiện đường thủy. Tháng 4 và tháng 8 âm lịch được xem là thời điểm xấu nhất khi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Nữ mạng năm sinh 2004 tuổi. 21 cung mệnh Khảm Thủy, thiên can Giáp, địa chi Thân, hạn trong năm ngũ mộ hao tiền tốn của tam tai, có dính hạn tam tai năm cuối. Kim lâu, dính kim lâu thê. Sao chiếu mệnh, Mộc Đức được coi là một trong những vì sao đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho quý cô. Tháng 10 và tháng 12 được xem là thời điểm đặc biệt tốt để triển khai các kế hoạch cá nhân. Thành công có thể đến một cách bất ngờ và không mong đợi. Tuy nhiên, quý cô cần cần lưu ý về sức khỏe của mình vào tháng 2 và tháng 5 để tránh các bệnh tật. Tổng kết những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 sẽ có một năm 2024 nhiều mới mẻ khi được tiếp cận nhiều vấn đề trong cuộc sống và công việc. Hãy chăm chỉ học hỏi những mặt tích cực để giúp kiến thức nâng cao sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho về sau. Dự đoán tử vi 12 tháng trong năm 2024 của tuổi thân tháng 1 năm 2024 âm lịch đề phòng bị mất trộm tài sản tư gia do tính bất cẩn hoặc lỡ khoe khoang. Công việc không thuận do có điềm tiểu nhân quấy phá thận trọng khi ký tá giấy tờ. Tháng 2 năm 2024 âm lịch. Công việc gặp một vài khó khăn nhưng cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa tuy nhiên chưa triệt để, vẫn gây nhiều áp lực. Sức khỏe bản mệnh đang có dấu hiệu xuống sức, nên chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tháng 3 năm 2024 âm lịch có vận quý nhân nâng đỡ, gặp khó hóa dễ, có dấu hiệu thăng tiến, được cất nhắc lên vị trí tốt hơn. Trong nhà có hỷ tín, tiền bạc rủng rỉnh, có thêm nguồn thu phụ. Tháng 4 năm 2024 âm lịch có lộc về đất cát hoặc đầu tư. Cần đề phòng tai nạn khi di chuyển cẩn thận kẻo bị té ngã gây chấn thương ở vùng mắt hoặc va chạm xe cộ tháng 5 năm 2024 âm lịch vận đào hoa rõ nét cực kỳ tốt cho người độc thân nhưng gây phiền toái cho ai đã kết hôn. Đường số cần có thận trọng khi hành sự hoặc nói năng kẻo vướng họa thị phi. Gia đình dạn nứt thanh danh bị vấy bẩn. Tháng 6 năm 2024 âm lịch công việc làm ăn phát đạt, xuân sẻ, ai kinh doanh có thể ký kết hợp đồng lớn bởi cung tài khí vượng. Tháng 7 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh sẽ có các mối quan hệ xã giao gặp trục trặc do dễ nổi nóng hay chút giận sang người khác. Công việc gặp vướng mắc liên quan đến dòng vốn, tiền bạc tiêu hao nhiều, khó tích lũy. Là một tháng xấu, cần hết sức bình tĩnh để xử lý. Tháng 8 năm 2024 âm lịch tài lộc khởi phát, có lộc đổ về túi, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên sức khỏe suy giảm vì quá bận rộn và áp lực. Đề phòng các bệnh về hô hấp hoặc ngộ độc thực phẩm. Tháng 9 năm 2024 âm lịch có hỷ tín về thêm người như sinh đẻ hoặc cưới gả. Tiền thu nhiều hơn chi, dùng rỉnh chi tiêu không phải nghĩ nhiều. Tháng 10 năm 2024 âm lịch tài chính đang bị tiêu hao cho chuyện làm ăn hoặc xây sửa tư gia sức khỏe đang bất ổn cần có sự thăm khám kịp thời. Tháng 11 năm 2024 âm lịch vận khí về tài lộc tăng mạnh. Có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương. Công việc kinh doanh thuận lợi, có quý nhân phù trợ cơ hội làm ăn tốt đẹp. Tháng 12 năm 2024 âm lịch cát khí rồi rào thu về nhiều giúp có khoản tích lũy lớn. Tuy nhiên cần đề phòng tai nạn bất ngờ. Một số lời khuyên cho những người tuổi thân năm 2024 theo xem tử vi, năm 2024 giáp thìn là năm tam hợp đối với người tuổi thân. Đây là một năm thuận lợi về nhiều mặt, đặc biệt là về công việc, tài lộc và tình duyên. Tuy nhiên, người tuổi thân cũng cần lưu ý một số điều để có một năm trọn vẹn và thành công. Hãy tự tin thể hiện bản thân, người tuổi thân vốn có tính cách thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, họ đôi khi lại thiếu tự tin, không dám thể hiện bản thân. Đây là điều cần thay đổi trong năm 2024. Người tuổi thân cần tự tin vào khả năng của mình và mạnh dạn thể hiện bản thân trong công việc, cuộc sống. Học hỏi và trau dồi kiến thức. Thế giới luôn thay đổi và phát triển, vì vậy, người tuổi thân cần luôn học hỏi và trau dồi kiến thức để không bị tụt hậu. Hãy dành thời gian đọc sách Nghiên cứu hoặc tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bản thân. Chi tiêu hợp lý, người tuổi thân vốn có tính cách hào phóng, thích mua sắm. Tuy nhiên, điều này có thể khiến họ tiêu tốn quá nhiều tiền bạc. Trong năm 2024, người tuổi thân cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Chú ý đến sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Vì vậy, người tuổi thân cần chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ và thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Tuân theo những lời khuyên trên, người tuổi thân sẽ có một năm 2020 tư trọn vẹn và thành công.